Xin chào tất cả các bạn nha. Đã quay trở lại với Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng lại có mặt tại cầu Bản Lụa. Dạ vâng, chào bà. Bà chào cháu nhá. Dạ vâng. Nước xuống thì làm cầu cho dân qua nhá. Bây giờ nước to quá bà nhỉ? Quá. Bà vừa đi bộ qua đây à? Ừ. Bà lội qua suối á? Lội qua suối mà. Ôi dồi ôi. Thế ạ? Nước lũ không qua được đâu. Thế ạ? Nước lũ qua ngập đầu đấy. Thế ạ? Thế bà lội kiểu gì mà qua được? Ngập đầu mà bà lại qua được? Dạ? Bây giờ thì nước xuống rồi. Thế ạ? Lũ thì lũ không qua được đâu. Thế ạ? Cháu kiểm tra nước xem nào. Đấy, đường thì vẫn ướt này, là vừa sáng nay cũng mưa. Chào anh nhá. Vâng. Ôi dồi, nước to quá nhỉ. To. À. Hôm nay nước ít thế. Hôm mưa mấy ngày rồi cơ. Mọi hôm nước nó còn tràn. Mọi hôm nó tràn đến đâu cơ? Dạ? Hả? Và mọi hôm là nó tràn đến đâu cơ? Chỗ bờ trên này á, chỗ trâu ăn cỏ kia cơ. Ừ. Úi dồi. Thế hả? Nó còn ấy thì tôi trụ hết nhỉ. Này nó khoanh mố ở thấp dưới này có đổ được không nhỉ? Tại ném cái viên đá. Chú anh thử bây giờ đi, bà cũng nghĩ là bà đi bộ được qua đây đúng không? Lội lội được qua rồi à? Ờ. Thế này thế phải chờ khoảng 3-4 hôm nữa, nếu mà nó không mưa là chắc là làm được rồi đấy. Nước này. Suối này là đến mùa này là lúc nào nó cũng như này cơ. Ừ. Như này là thấp nhất à hay như nào cơ? Như thế này là thấp nhất rồi đấy. Thế ạ? À, ừ. Mùa này á. Ừ. Chết dở nhỉ. Bảo thằng Thông xem nó, hay là nó chơi bài khoanh khiếc kiểu gì để làm có phương án gì để làm là hai đầu mố thì có thể làm được, còn là chỉ sợ cái trụ giữa. Trụ giữa thôi đúng không? Ừ. Bây giờ nếu mà làm hai đầu mố là làm được. Ừ. Mà trụ giữa là phải quây tôn. Quây tôn mà nước không vào được. Múc làm sao được cái trụ giữa. Cầu này mà làm hai trụ thì nó hơi dài đúng không? Hai mố thì nó hơi dài. Dạ nhá. Dạ. Úi dồi ôi, chỗ này xấu lắm. Ngãi bà cụ bà bảo bà lội qua đây mà. Đây nó còn bị cái mương trung thủy lợi như kia nhiều ấy, không có thì nó về đây hết thì nhiều lắm. À, chuyển sang bên thủy lợi à? Ừ. Này bây giờ nhé. Bác ngày gánh qua đây rồi cơ. À. Qua đây được còn nước nhiều à. Thổ từ đây vòng à. Ra đây. Đâu? Thổ từ đâu? Đấy bây giờ thổ đây vòng qua trên giờ. À là nhà anh lại ngược bên này. Anh nhà anh ở dưới này cũng có cái lều. Anh bà trong này. Thế ạ? Bò trong này. Thế là anh lại phải đi vòng bên kia. Ừ. Này. Mày, à. Này bản lụa bản nhiếc ngay thì khó nhỉ. Suối này nước mạnh quá. Đúng là như này dân làm cầu là phải đây. Tối hôm qua cũng mưa à? Mưa tại chỗ này thì không ăn thua này. Nhưng mà mưa đầu nguồn là to là nước nó chảy về. Mưa ở Kim Linh, Kim Viếc ấy. Đán dầu, đán giếc ấy. Hôm qua, hôm kia là bà tràn ngập qua đây cơ mà. Thế à? Hôm qua á? Hôm kia ạ? Vâng. Này không làm ăn gì được rồi. Này thì gọi trưởng thôn Thông xem là có cái phương án kế sách gì không. Bây giờ là tiền cũng đã nhận 100 triệu của các bác ấy rồi. Bảo là mà không làm được cầu thì cũng dở.
Đây bà đang vào khảo sát cầu này, mới cả tí nữa sang cả cầu bên Nậm Thuổm để kiểm tra xem là chú anh Minh là có thể bên kia có thể làm được không, xem có rút được qua cái mố kia không. Bên này như này thì cái nước tầm này thì có thể làm được hai mố ở hai đầu, nhưng mà cái giữa kia là không không biết làm nhỉ. Xem có bác nào mà ở trong video có thể xem có biết cái kế sách gì làm ở giữa nước nó quảng qua đầu gối một tí nhá, thì các bác có thể bình luận cho Tất Thắng gái để xem là có thể thi công được không. Đây đây, con chào hai bác nhá. Vâng. Đâu? Ờ, béo khỏe rồi đấy nhỉ. Đây thả đây nào. Nó bị con gì chui vào ấy à? Con tặc ấy. Ra được bao hôm rồi nhỉ? Ra được 10 ngày rồi. 10 ngày rồi à? À có con chui vào mũi à? Chui vào mũi ăn. Hôm đúng hôm đấy về phát là cho nó nằm buộc nằm ở đây, xong lấy cái phanh kẹp nó ra. Khỏi ấy. Tắm rửa sạch sẽ. Mấy hôm nữa nó sẽ mọc lông đẹp đúng không? Thay rồi. Hả? Thay rồi đấy. Ờ, đang thay lông. 10 ngày rồi à? Được 10 ngày thôi. Ừ. Nhìn nó khỏe hẳn luôn. Lông mạc mọc. Rồi ok, thế nhá. Đi lên trường học phát đó. Đây là nhà lớp học và do đoàn. Chào bạn Thông. Anh vừa cầu về đấy. Tí nữa nói chuyện tí nhá. Đây là nhà lớp học nhá. Đẹp không? Hoành tráng không? Đẹp nhất từ trước đến nay luôn. Mấy nữa chắc là sơn trước xong vào đẹp lắm. À, có mấy bác bảo là sao không làm ô thoáng ở cửa nhá. Cửa kia là nó ô thoáng nó liền với nhau luôn. Đấy, nó khi họ lắp cửa khuân cái là nó có chia ở trên ô thoáng luôn. Đấy. Đây là hệ thống cống thoát nước. Làm xong hết rồi. Cống bậc rồi. Như này là thành 5 bậc à. 1 2 3 4 5. 5 cổ bậc. Liền với cả cái khuôn bên kia. Bên kia là đang được tu sửa nhá, sửa chữa này nhá. Ai à, trần trước xong hết rồi à? Ngon nghẻ đấy nhờ. Nét hết rồi đấy nhờ trần đấy. Bục giảng bục viết cũng xong, đang làm rồi nhờ. Sơn nữa là mới cả lắp cửa thôi đúng không? Mới nền nữa đúng không? Đây là thông báo lại là đúng ngày, biết ngày bao nhiêu chưa? 23 đâu, chuyển rồi. Chờ phải xong cái kia là ngày mùng 5 tháng 8 là xong tổng thể khánh thành. Mùng 5 tháng 8 nhá. Cái ngày còn xong không? Còn hôm 7 hôm nữa là xong bên này. Cái kia bây giờ cũng đang chát gần hết rồi. Thế à? Cái vừa nãy anh ra cầu rồi là trao đổi chút là nếu nước nó chỉ rút, bố mẹ có hai chú ấy bảo là nước là chỉ rút được tầm như này thôi đúng không? Bây giờ là không. Anh vừa lội là chỗ sâu nhất là đến đầu gối của anh. Nên là xem là có cái phương án nào không, là xong cái này cái xong quay về để làm cái đấy đi. Bây giờ mà quan trọng là đổ cái mố kia. Đổ cái mố ở giữa gì? Đổ cái mố ở giữa bây giờ là lấy tôn hay là lấy cái gì quây vào chặn nước vào, hoặc là bây giờ đắp một bờ. Em phải đắp một bên này trước, đắp ra đến quá giữa một tí để cho nước nó chảy về một bên. Để múc một mố ở giữa với cả một mố ở trên, có máy múc về là làm được đúng không? Thế là sợ hút không cạn nước được ấy. Không thể hút cạn được. Hút cạn thì đổ bê, cứ biểu trộn bê tông đổ xuống thôi. Mình quay nó khác nổi lên. Là nước nó khác tràn ra.
cứ trộn bê tông xong rồi là đổ xuống. Hôm nọ có bác gì bác ấy làm xây dựng bác điện cho anh, bác bảo là em cứ quay vào xong là trộn bê tông rồi đổ thẳng bê tông xuống luôn. Đấy, nhưng đừng đổ bê tông, có nghĩa là mình đừng có để bê tông nó khô, đổ là có nghĩa trộn bê tông rồi xong đổ xuống. Đấy, nước nó khác tự tràn đi. Nếu có bác làm xây dựng bác cái thông tin như vậy. Chắc phải múc một cột là đóng cái khuôn. Đấy. Vấn đề là quan trọng là đổ cái mặt cầu là hơi khó. Đổ mặt cầu á? Ừ, bây giờ khoan chống. Có mà 1 2 hôm cái nó mưa cái là thì bây giờ cứ làm mố đã, làm được mố đã tính mố á. Đúng không? Xong rồi xem dự báo thời tiết. Khó làm nên nó mới có kỷ niệm. Nhá. Yeah. Cái này bao giờ bắn cửa đấy, đo cửa chưa? Cửa đo hết rồi. Đo hết rồi. Làm xong. Bao giờ? Đang chờ đến mình. Thế à? Đẹp đấy nhỉ? Sơn màu gì nhỉ? Sơn màu vàng giống bên kia. Bên kia à? Chơi vàng à? Bò trắng như kia, giống hệt kia, mô típ bên kia đúng không? Mô típ đang sửa. Bên kia sơn hệt thế à? Bên kia cũng sơn bên trong. Hả? Đang chát tường bên kia rồi đắp lại tường đấy đúng không? À, bên này dỡ hết rồi. Còn mỗi bên kia còn trần thôi, bên này xong trần rồi anh nhỉ? Cái kia nó thiếu cái nẹp, đang đợi nẹp nó xong hết rồi. À. Nẹp bục giả. Thế anh Lượng anh đã bảo mua hết đầy đủ hết đồ mấy cả ấy rồi mà. Bàn ghế mới cả bảng biết. Chắc là họ xếp cho thiếu ấy, cái nẹp tiền tiền này đang có 2 đoạn mà, tầm khoảng 6 mét mà. À. Không, đang bảo là bàn ghế bục giảng bục riếc này này đặt đầy đủ hết mà bảo là sẽ kịp cho ngày. À, còn điện chưa lắp à? Bóng điện lắp hết rồi đây. Bóng điện đang lắp hết rồi. Bật điện ở đâu? Chưa, cái đấy sơn xong. À. Mấy bóng đây nhỉ? Bốn bóng à? Bốn bóng, bốn quạt nhỉ? Ngày 2 ngày nữa là xong được khu vực nền này nữa nhỉ? 2 ngày nữa là xong nền. 3 ngày nữa là sơn xong ổn hết. 3-4 ngày nữa sơn á? Sơn đã đảm bảo chưa? Hôm nay cho tuần nữa hẳn đi. Hôm nào nắng to cũng sơn. Trời mưa này. Ừ. Tường Tường chưa được nhỉ? Anh lắp cửa à? Vâng. Yeah. Bao giờ lắp đấy? Đang đợi các bác sơn tiếp. À, bên này anh cũng cửa là anh lắp à? À. Thế xong ấy có gì ấy cầu nhá, thông nhá. À. Ừ. Xong. Mới đơn giản. Thế nhỉ, nó mà nhanh đúng lúc một tuần cái đợt trong làm mốc thiếu kia là chỉ nên 2 cái mố là ok rồi. Cái công việc nó quay video đây thì mọi người cũng đã biết rồi. Cái việc đó nó không phải là tự nhiên được. Đấy. Nó không có quyền quyết định. Khi có người giúp là người phải. Đấy là duyên đến thôn là thôn vẫn là còn được giúp ấy. Đấy. Còn nhiều thôn quay còn chẳng được giúp ấy chứ. Nên là bây giờ không nói trước được là trước được một tuần đấy là. Nếu trước một tuần thì cùng cái cây cầu của bạn Hậu kia thì là thuận buồm xuôi gió hết rồi. Đấy, đang nói chuyện vui vẻ tuyến này thôi chứ không phải tiết ấy, vì cái này nó không phải là thích được đâu. Bây giờ thời tiết nó mưa thì lại phải chịu. Nhưng mà bây giờ là tính phương án là nước như thế mà vẫn làm được. Thì làm vẫn làm được nhưng mà ừ. Là vất vả đúng không? Vất vả. Nhiều công đúng không? Nói thẳng là thêm chi phí đấy vào. Chi phí không mà để tôi hỏi xem nếu mà cần phải máy múc mà ấy quá chuyển Nguyễn Tất Mạnh ở ngoài kia vào múc luôn cho các ông đã giảm tải được cái phần máy múc rồi. Bây giờ máy múc cái phần chi phí múc đấy có cao không? Nó tính tiếng, không, nó làm tính ra là nó làm vẫn làm được.
chẳng qua vẫn phải dùng bây giờ nó, chẳng qua là dừng mưa ấy. Dừng mưa là làm được. Sợ nó lại mưa. Thì giờ ví dụ mình đắp xong nhá, xong thì mình chưa đổ được cái chân, thì tối hôm đấy nó, mình đang nhớ là trời nó lại mưa ào quá, nó lũ vào là mình lại... Ngày xưa em cũng làm đúng cái tầm này cho bản dâng, nhưng bản dâng nó lại giỏi là nó ngăn dòng. Ví dụ cảm cái dòng này, dòng to này nó sẽ cái này đắp vẫn được, đắp mình ăn một nửa. Đấy, nó cuốc đấy, nó cuốc thêm cái bên kia nó rộng ra cái. Đấy nó đắp bờ trên này cái là vẫn được. Là ra giữa cái là nó múc một mố cái. Xong nó làm là làm từng mố. Đúng rồi, mà có máy múc là thường trực ở đấy. Thì sẽ trực tiếp ở cả đảo rồi. Cả đảo vữa đảo viết luôn. Là vừa rồi em cũng liên hệ máy rồi mà và xem thời tiết khô thì trực cái đấy thì phải liên quan đến đảo luôn. Đấy không thì nếu mà bọn em thuê ở đấy một tiếng là bao tiền một tiếng? 650 một tiếng. Ủa, nó ở một ngày lên thì có mà không, nhưng mà nó làm thì nó tính theo cái thời gian nó làm thôi. Chứ không phải là nó tiếng tính theo ngày. 650 một tiếng thì buổi sáng nó làm 4 tiếng nó đốt 2 triệu mấy rồi. Tính cái thời gian nó làm thôi chứ không tính. Chồng cái thời gian mình làm sắt làm xiết các thứ bê tông. Thế thôi được rồi, nếu mà không cần, nếu mà họ tính như thế. Cái này cũng nhanh. Thôi, được rồi, cứ làm cái này đi. Xong tính sau nhé. Mấy hôm nữa là sẽ tính cái này của ông sắp xong rồi nhìn nữa. Cái này mai đây bên này đang đập sửa chữa ở đây đúng không? Chắt lại chân đúng không? Đang chắt lại chân và làm tất cả các đây. Chắt lại sửa chữa các bác nhé. Đây, sửa chữa trong và ngoài sơn lại. Hello anh. Sửa chữa. Đây cũng ở trời nắng nóng đi tối cái này ở mẹ thông đi. Sao? Không sửa được xe. Thế à? Mô tô à? Mô tô cho con mà cũng rửa xe. Cái này ấy xong không mấy ngày mới sơn lại được chứ. Sửa chữa tất mấy phòng bên này là 60 triệu, mấy hôm nữa thì sẽ bàn giao tiền. Này anh Minh và anh Cường đi vắng. Anh này đang đục qua. Khuyết này, sửa chữa lại hết. Nhà này là xây từ năm 2004 các bác nhé. Cái nhà này sửa chữa hết. Này là học quá là đỉnh cao. Ôi nước có ngập gì đâu. Này anh. Này bảo anh Minh thôi, bảo là nước này thoải mái cũng ngập được 2 mố này đâu. Mượn máy khoan về mà khoan để làm thôi. Hôm nay nước như này là rút rồi. Còn không bằng cái hôm trước bê đá chứ. Bê đá xong không là hôm đấy là không thấy động tĩnh gì nữa các bạn. Hiểu là bà con cây hái như nào. Cây hái thì đồng ruộng thấy xanh di rồi.
Đây. Hả? Ờ, chỗ này làm được mà. Chỗ này là dự kiến là mố ở kia và mố ở hòn đá kia. Bây giờ là chỉ máy khoan đá về, khoan cắm dâu vào là đổ trụ lên thôi. Chưa thấy hiện tượng gì ở làm trước dưới ở đây cả. Đấy, hôm nhặt đá đây. Đây. Đây, phải bảo anh Minh. Đây. Vào nhà ông Hồng rồi cái lâu rồi chưa vào. Đây ông đang đứng kìa, đang đứng dáng đứng bến tre. Chào anh Hồng, đang làm gì đấy hả? Nay không làm gì à? Mệt à? Dê thế nào rồi? Đâu? Đẻ thêm được con nào chưa? Chưa. Ừ. To thêm chưa? Con to chưa? Con kia nó à, con nhỏ kia to rồi, bình thường tầm hơn chắc gần yến đấy. Gần yến rồi á? Ừ, tầm yến. Hả? Vợ đi đâu rồi? Vợ đi hôm nay còn ít ruộng cấy chưa xong. Hôm nay ít ruộng cấy chưa xong á? Hôm qua cấy chưa hết, còn có hai cửa nhỏ. Ừ. Hôm nay cấy ít cho nó hết đi. Hôm nay cấy cho hết á? Ừ, hôm nay cấy. Mới chụp ảnh này về à? Không, ảnh này lâu rồi. Dê là hôm đấy là 4 con đúng không? Vâng. Cô Tuyến cho đúng không? Vâng. Còn nhớ cô Tuyến không? Có. Hả? Có, vẫn nhớ chứ. Nhớ à? Vâng. Ừ. Thế nhà cửa sao không sửa cái này đi? Chưa có thời gian. Sao làm gì? Hôm nay ở nhà đây. Hôm nay ở nhà nhưng mà có đi làm được đâu. Mệt à? Vâng. Đau ở đâu? Hả? Mệt ở đâu? Đau bị dạ dày ở sau đấy. Dạ dày á? À? Vâng. Thế sao ông ra nhà ông Chản lấy thuốc dạ dày về uống? Thôi, mình khác tự đi tìm xem có hay không. À, khác tự đi tìm thuốc uống. Ông Chản là 100%, ai dạ dày là khỏi 100% đấy. Vâng. Ừ. Thế cái này là... mai lúc nào rảnh đi chặt nứa về bưng lại đi. Vâng, nhìn này, nhìn sập sệ này. Vâng, em cứ bảo nhà cửa để như này ngủ này thì có chết dở không chứ. Mấy hôm đi chặt nứa về. Hả? Mấy hôm đi chặt nứa về làm. Mấy hôm nữa là bao giờ, hôm nào, khoảng bao nhiêu hôm nữa? Không biết bao nhiêu hôm chẳng, cũng hơi lâu đấy. Thế là vẫn đang cấy à, chưa xong à? Chưa, em thấy là mấy hôm nay tùy em còn à, dùng trâu đi bừa, em toàn đi bừa thôi. Mình đi bừa còn vợ đi cấy. Vâng. Vợ mới ai cấy? Vợ à, thôi, một mình là có ai đâu. Thế con đi đâu? Con ở nhà con thì có biết làm gì đâu. Con nó một đứa lớn lớn rồi mà. Đứa lớn thì em, đứa này hơi linh tinh lang thang. Có lúc nó đi hẳn mấy ngày mới về. Linh tinh lang thang à? Vâng. Đi mấy ngày mới về? Vâng. Nhà cửa sập sệ hết rồi. Chặt nữa cách đây xa không? Không, ở đây chặt cũng gần thôi, nhưng mà ở trên này, ở suối bên kia có, nhưng mà... Đây, để như này ngủ mùa hè cho mát à? Cứ để nó ngủ cho nó không phải mát thôi, chẳng qua là chỉ có thời gian đi chặt nữa thôi. À. Trẻ con nó ở đây, trẻ con hơi đông, người chơi, trẻ con nó cũng giúp mà, kiểu nghịch nhau đấy, bé bé nó cũng gãy thật mà, để lâu nó cũng, cái này cũng... Mấy năm rồi? Cái này được hơn 2 năm rồi đấy. Hơn 2 năm bách nhớ rồi à? Vâng. Trước khung nhà này nhà nước giúp à? Ừ không, nhà này là không phải nhà nước giúp đâu, đây là nhà nước nó phải nó giúp, nó bảo cho di rời. Di rời đi đâu? Di rời, nó bảo cho di rời là chuyển xong đi à, em bảo thôi, đất đi không có đất nhà, mà di rời cho 20 triệu. Trước là cho 20 triệu làm nhà? Vâng, 20 triệu. Thế còn gì nữa? Cho 20 triệu rồi còn gì, còn định thế nào nữa? Thế bây giờ nhà cửa như này, ở thế này thì... cho 20 triệu rồi sửa cái nhà này
mua cái khung nhà này gì? Ờ à, thế đấy là hỗ trợ chứ còn gì nữa à? Đó là chứ không phải hỗ trợ đâu, nó là di rời đấy. Di rời thì cho 20 triệu cũng được còn gì nữa à? Di rời nhà mình trước ở đâu? Ở nhà bên kia. Thì nhà bên này thì sang đây thì có cái gì? Đấy, bây giờ thành bếp gì? Vâng. Ừ, rồi. Thế là bảo là hôm trước đã đến rồi, bảo là ban ngày đi màn miếc này, đồ đạc này, linh tang cái này. Đấy, đúng không? Mình thế mình vừa ngủ chỗ nào? Đấy, mình ngủ giường à? Em ngủ giường này mà. Giường này á? Thế là ba đứa, bốn đứa con nhỉ? Bây giờ bốn đứa con, còn bốn đứa nhỉ? Ba đứa thôi. Ba đứa là bọn nó đi chơi hết à? Vâng. Có đứa nào biết chăn trâu không? Không. Chăn trâu. Thế dê thì đứa nào biết chăn? Dê mình không chăn, có ai mà chăn giúp cho đâu. Một mình làm hết à? Vâng. Ai giả? Thế là không có ai làm hộ à? Không. Thế vợ thì lại đi cấy? Vợ thì đi làm, đi cấy, không đi cấy, rồi đi làm. Cửa này em nọ thì bảo đấy, bảo là nó ấy rồi, hỏng rồi thì bỏ nó đi, thế này, đấy. Đấy, nữa nhà cửa này, để thế chết dở, để như này, quan tâm lắm nhưng mà không có động lực gì để, muốn xẻ bán không có tiền á? Ừ. Muốn xẻ bán thì bưng đi kiếm tiền là có ai về ở nhà chăn cháu chăn linh tinh cho nhà đâu. Ừ. Thế bây giờ cái chỗ này mua ván là nó khoảng bao tiền? Không rõ được ạ, cái này có biết mà có được hỏi em nó xẻ bao nhiêu tiền. Chắc cũng có 7 triệu được không? Mình chắc có mấy triệu đấy. Mấy triệu xẻ này à? Vâng. Thế bây giờ nhà mình là còn mấy triệu? Không. Chả có tiền thì chả đi xẻ lại đâu, không có tiền không biết làm. Thế còn đâu, thế tiền đâu, còn nghìn nào? Không, chả có nghìn nào. Thật không? Thật. Kiểm tra cái túi rồi mà. Không có. Không, hả? Chả không có tiền thật mà. Thật không? Thật. Không có 1.000 nào á? Có 1.000 nào đâu. Kia xem túi nào. Túi kia xem nào, kiểm tra nào. Kiểm tra hết rồi xem nào. Không có thật. Hả? Không có được. Không có gì? Không có, không có tiền. Hết sạch rồi. Sạch thật không có mà. Thế thì mình tiêu mua mắm mua muối kiểu gì? Mua mắm muối à, cả muối còn bây giờ hết muối rồi đấy, chưa được đi tìm vay đâu, ở biết này Phúc có hay không đấy, sắp định sang đi. Đi vay muối á? Vay một gói muối đấy. Vay nhà ai vay chưa? Chưa. Nhà đâu đi thật không? Đi kiểm tra xuống bếp xem nào, phải hết muối không? Hết muối còn hết nữa, đi vay. Đấy, không có muối cả mà nữa đấy. Ở đây này còn có bằng này thôi. Ừ, đâu? Vẫn đủ ăn 3 bữa nữa. Đấy. Ủa, chỗ này 3 bữa không được, mặn quá. Mặn. Bữa. Túi gì đây? Thịt đây này. Cái này cái da lợn là ông thân cho thôi. Da lợn họ cho à? Vâng. Cho da lợn. Ui dồi, đây bếp đây. Ông nhìn xem. Cái bếp của ông xem nó có ra cái gì không? Đây. Đấy. Linh tinh lang tàng hết chưa? Thấy chưa? Đây, cơm ăn xong đây. Đấy. Chết dở, chăn màn kìa, treo. Lang tàng hết cả này. Nhìn thấy như này thì chỗ này hỏi ngủ chỗ này là người ngủ hay là cái gì ngủ anh Hồng? Người ngủ á? Hai thằng cò mà bảo đi linh tinh lang thang đấy á? Ừ. Thế sao ông làm cái gác lên trên này cho nó ngủ, nóng quá. Nó nằm thế được à? Không, để này người ngủ á, chăn này. Không có một cái gì đoàn kết cả, linh tinh lang thang đúng như anh nói luôn. Đấy. Sợ quá. Này chỉnh đối nhà ông này liên tục rồi. Vào kiểm tra nhà còn đúng cái lọ măng ớt, muối cũng hết, bảo đi vay muối để ăn. Đấy. Thế cá này bắt đâu về? Mùi rồi, thối rồi. Bắt từ tối qua đúng không? Cái này chắc bắt đến hôm nào sẽ có nước nghịt bắt. Hả? Thế là trước là nhà mình bên này di rời sang bên này. Đấy, nhà thuộc diện di rời, di rời cho 20 triệu rồi mua khung nhà này rồi, về bây giờ là không mua được ván nữa. Bao nhiêu năm rồi? Chắc ba con đấy được 4-5 năm rồi đấy. 4-5 năm rồi ở này rồi. Ở này nó có chết người không? Đi chặt rồi.
Thì chặt nứa thì chỉ được 2 năm thôi đúng không? Đúng rồi, nứa được 2 năm là họ mục hết. Là nó mục hết à? Cái này mới mục hết. Nó phải ván cơ đúng không? Ván. Ừ. Này, nó anh bao tuổi nhỉ năm nay? Năm nay được 43 tuổi rồi đấy. 49 cơ mà. À ở 79 là 43. Anh là tuổi con dê đấy đúng không? Đúng, tuổi con dê. Dê gãy sừng đấy đúng không? Vâng. Có sừng không? Không. Không có sừng, không mọc sừng đâu thì. Dê này là dê gãy sừng nhá. Chết thở. Đâu đi ra kiểm tra dê nào, xem dê tuổi dê, chăn dê nào, cho dê xong rồi. Chăn dê xem như nào. Thế qua nhà bây giờ còn mấy con gà, con lợn hôm nọ cho thế nào rồi? Lợn không ai cho đâu. Cái hôm trước mà bảo đi lấy ở đâu về ai cho đây nuôi. Đấy, họ cho nuôi. À nuôi rẽ à? Đâu xuống xem nào. Xem lợn trước nào, kiểm tra lợn hôm đấy nào. Muỗi không có ăn thì lợn lớn sao? Ôi dồi ôi, con lợn nó bé đi ấy. Bé mà. Ôi, không cho nó ăn. Ôi dồi. Chết giả rồi. Trời ơi. Này. Con kia là con nuôi rẽ à hay con nào? Hai con nuôi hết. Của ai cho để nuôi rẽ cùng? Con này có nhà ông Bố Phong ở trên gần nhà đây này. Con bé kia là con nhà thằng Hảo bên kia. Thế bây giờ nuôi là sau này Tết là chia đôi à? Vâng. Mổ chia đôi? Vâng. Mỗi nhà một nửa? Vâng. Mổ ăn Tết đấy á? Vâng. À. Đó, đi xem đàn dê của ông xem. Này. Châu trả bố vợ rồi à? Hả? Chưa trả. Dê là cứ 4 giờ chiều mới cho già. À, 3 giờ thôi. Ờ, 3 giờ à? Đây thì cá bắt ở ao này á? À? Đây này cũng có cá đây. Rô phi thôi đúng không? Ờ, mấy con nhỏ kia to lên hẳn rồi nhỉ? Đừng có bán đi vội nhá. Con bé bé kia con này lớn nhanh thật. Đâu? Ừ nhờ. Úi giời. Con bé này lớn nhanh thật á. Ờ con này hôm nọ là con nhỏ, con nhỏ nhất đấy đúng không? Đúng rồi, bé nhất mà. Nhưng sao nó lại lớn nhanh thế? Nhưng mà con này có biết lớn đâu. À, con đực này lại không lớn bằng con nhỏ này nhờ. Con mẹ kia chửa chưa? Không biết được ạ, mình có biết chửa hay không gì này. Nó cũng chắc. Con này yếu lắm, không lên được chắc không chửa đâu. Con đực này yếu à? Ừ. Con này yếu lắm, con này sao nó yếu? Thảo nó còn không đi đâu mà, nó toàn lanh quanh ở đây thôi, lanh quanh ở gần nhà thôi. Thế hẳn nào nó chẳng thấy lớn gì này. Con này Thảo nó không đi, nó yếu biết yếu nhất thế nào. Yếu à? Vâng. Ừ, mà nó bé hơn cả con đến nơi thế này nhỉ? Vâng. Đấy, lúc kia con này nhỏ nhưng mà lần sau thương yêu rồi. Ừ. Con này hôm đấy cho bằng vừa mới đẻ được mấy ngày nhỉ? Đẻ mấy ngày, cân à, lúc kia cân được hình 5 cân hay 6 cân đấy. Ừ. Bây giờ chắc cần yến rồi, tầm yến đấy. Ừ, con này lớn nhanh đấy. Lớn nhanh lắm con này. Ừ. Con này hay là được thả ra? Thì con này thả liên tục, con này không nhốt. Không nhốt gì? Vâng. Thế nó cứ ra ngoài nó ăn nó được có cỏ. Vâng, con này nó ra ngoài suốt mà. Con này thì thả nó hơi đi vào vườn. Con kia cũng lớn chậm kìa. Lớn chậm. Con kia nếu mà sừng ra còn ngắn hơn con này. Thế. Con này được à? Vâng, con được. Ừ, con kia cái mà không ăn thua nhỉ? Con kia cái. Bọn này nó bị lộn dòng ra ấy. Hả? Dê này nó mua nó không phải mua chung một đàn đâu, nó mua mỗi chỗ nó mua một con thôi. Thế mà con này về thả nó có theo nhau đâu. Thế à? Bây giờ nó cái là mình nhốt chung một chuồng là bây giờ nó hơi quen nó mới theo thôi. Bây giờ theo chưa? Vâng, bây giờ theo rồi. Trước kia có theo đâu, một con là đi mỗi nơi đấy. Ừ. Ở bốn con bây giờ là như nhau rồi này. Đấy, bốn con to như nhau. Ừ, thế mà có hai con kia hơi chậm nhỉ? Lần chậm con nhỏ. Con này là không lên được à? Không lên được đâu, con này yếu lắm. Không thấy động đậy gì à? Không. Con này không hăng à, không như dê cụ à? Không. Con này không cưỡi con mẹ à? Không. Con này kêu nó mà chả kêu được đấy. Ủa. Hay là bệnh gì rồi? Không biết được con này ạ. Ồ, kêu không kêu được à? Không. Kêu không ra nữa miệng được. Thế à? Kêu không thành tiếng à? Vâng. Con này á. Ừ. Thế nhỉ? Cá nó to phết. Ừ, cá to mà đây này. Con này già rồi. Con này coi rồi, già rồi. Già rồi á? Vâng, con này chắc già rồi. Làm gì con này mà đã già. Già rồi, con này già rồi. Chọc qua là nó coi rồi. Hay là bán đi mua con được không? Bán có ai mua đâu, bây giờ có ai mua đâu. Sao? Họ
Sao lại không mua dê? Hai con này còi quá nó không mua. Để trao hỏi với cả anh Minh mà để cho nó thì nó mới có con đực khác để nó phối con mẹ kia mới cả con này chứ. Con này trong thời gian chắc con này nó phối được, con này nó lớn nhanh. Lấy con này phối á? Vâng. Thôi, thế thì lấy đâu ra được. Nó cùng lộn lộn dòng con mẹ phối con phối con mẹ thì làm sao đẻ ra được. Chắc nó đỡ dám lên đâu nhỉ. Ừ. Làm sao mà nó được. Đúng rồi, chắc nó đỡ dám phối được. Vẫn dám phối nhưng mà nó có phải như người đâu mà nó là loạn đâu mà con vật thì nó vẫn phối, nó làm sao nó biết được cái vấn đề đó, nhưng mà da giống nó không tốt, hiểu không? Ừ. Đúng không? Ồ, này thì con này không làm gì được rồi, thì đáng nhẽ là giờ này con mẹ kia phải chửa đẻ rồi, rồi đây. Đúng rồi, đáng nhẽ con này nó phải chửa rồi, nhưng mà có chửa đâu, con nó lấn bằng này rồi. Ừ, con này không lên được à? Vâng, con này có lên đâu. Được rồi, để nghiên cứu. Nó cứ ngủ lim dim này à? Thế đó, anh dê nó chẳng ngủ thế. Ừ, rồi. Thế trâu nhốt đâu? Trâu á, trâu em đây thả ruộng bên kia. Buộc bên kia. Buộc bên kia à? Vâng. Không mang về hang đá này rồi à? Không mang về đâu. Ừ. Đấy thì là còn đi cây bừa đấy là dắt đi dắt lại khó lắm. Cây bừa á? Vâng. Ừ. Ê nhỉ. Rồi, đây. Vâng. Này, không phối được. Chết dở hả? Dở quá nhỉ. Dê làm gì yếu sinh lý? Nó chân nó bị bệnh gì rồi, thả vậy có đi được mà nó chân nó yếu. Như ông Hồng này, ông Hồng người bé này liệu còn lên được không? Con bé này chắc được đấy. Hả? Con bé lên được à? Đang hỏi anh cơ mà, dạo này còn lên được không? Hả? Không lên được nữa rồi á? À? Sao? Mình cũng yếu như con dê kia rồi á? À? Dù. không làm gì được nữa rồi à? Vâng. Hả? Vâng. Lâu chưa? Bị lâu lắm rồi đấy. Khoảng bao lâu rồi? Hả? Cùng cách này cũng lâu rồi đấy. Mấy năm rồi đấy, 3-4 năm rồi đấy. Là không lên được nữa rồi? Vâng. Không động thủ được nữa rồi? Vâng. Mệt à? Mệt lắm. Thế nhờ. Thôi vào đây tí nữa cho tiền đi mua muối nhá. Vâng. Chắc chắn phải đi mua muối nhá. Vâng. Nhớ chưa? Tí nữa mai mà. Là cho tiền đi mua muối, em đi vay được mà mai em đi cấy xong thì đi. Vay ở đâu? Đi vay đi ở trong người chân nhà Phúc có hay không? Chắc đi, có thì là Phúc có. Đi mua muối là mua muối nhá. Vâng. Tôi phát hiện ra mà đi mua rượu là không được đâu nhá. Vâng. Bao tiền muối? Cũng không biết được, ở trong này trong tầm 10.000 hay sao. Ờ, đây cho 100.000. Đây, cầm lấy đi mua muối. Nhá. Ừ. Cầm đã, thì em có đi vay được mà. Không vay, cầm đi. Thế ừ. Em xin nhá. Ừ. Đấy nhá, cho tiền nhá. Vâng. Ừ. Mua muối. Thế em cảm ơn anh lắm nhá. Ờ. Còn gạo không? Gạo á. Ừ. Gạo còn gạo gì? Còn ít. Còn ít thì đủ nấu gì? Đủ nấu. Ờ. Ờ, phát hiện ra mà đi mua rượu là lần sau vào là không cho tiền nữa đâu. Vâng. Thế có cái gì ăn nó bồi bổ vào mà còn lên được, không mà yếu lắm. Nhá. Vâng. Nhá, 2 năm rồi không lên gì à? Không. Không động vào vợ nữa à? Động. Động vào không? Không. Hả? Vào không. Sợ lắm vậy, bây giờ có làm được mà con có tiền thì nuôi trẻ con sợ không dám động đâu. Ờ, ừ, rồi. Nhà cửa bây giờ như này sợ quá, ở như này thì chết đúng giờ. Rồi, đúng rồi. Nguy hiểm, nguy cấp. Con thì chả ra đi, mình đi làm, đi kiếm tiền thì là có ai ở nhà chăm châu vợ nuôi lợ cho mình đâu. Ừ. Vợ từ nó đi làm việc ngoài rồi. Ừ. Mình là một mình là chăn dê này. Thế rồi, chăn dê, chăn lợn này. Châu này, lợn này. Châu này, lợn này. Châu là 2 con. Đúng rồi. Mà châu lại không phải của mình. Không phải của mình đâu. Chỉ nuôi để cày bừa lấy phân thôi. Thế thôi. Ui dù. Mà mua nuôi thì cũng không được, bây giờ có mỗi dê là của mình thôi. Lợn cũng không phải của mình. Lợn không phải của mình đâu. Ồ, mình đi nuôi này thì cứ đi nuôi cho người ta suốt thôi. Thế rồi. Châu
cũng không được. Châu có biết là bà ngoại nó để con này có biết nó cho mình hay không, chắc chắc nó cho một con đấy, chắc hôm nọ là nó cho một con xem đôi châu ấy là bà ngoại chắc là sẽ cho một con thôi, nó phải cho một con nhỏ. Đáng nghĩa là hôm vừa rồi là nhà anh cũng được châu ấy, nhưng mà hôm vừa rồi là nhà anh ấy nhận dê rồi. Nên là cái đoàn của bác Phó Đức An nữa là còn nhiều hộ nữa. Đúng nên rồi. Là nhà anh là không được nhận châu. Không, đáng nghĩa là cũng sẽ được nhận châu ấy. Nhưng mà nhà anh là lại là cái nhà mà đã được nhận dê rồi, bốn con dê rồi, đúng không? Được dê là cũng cảm ơn lắm rồi. Được dê là cũng biết cảm ơn rồi, cảm ơn cô gì? Cô Tuyến. Đấy, nhớ cô ấy nhá. Hôm nào cô lên thì cho cô xin bữa cơm. Vâng, được rồi. Cơm muối là được rồi. Được rồi. Nhá. Nhớ thì mua muối cho ấy nhá. Đi vay cả muối ăn nữa thì tôi sợ rồi, sợ ông quá. Hồng đấy, hôm nay con bảo không đi kiếm được tiền ở đây, trong này bây giờ kiếm tiền khó lắm. Con kiếm không kiếm được tiền á? Trong này kiếm tiền khó lắm, không biết nghề rồi mà. Trước kia không cấm gỗ, còn mình đi lao họ xẻ gỗ, mình đi lao gỗ linh tinh rồi, còn buổi còn được 100 thì đủ. Bây giờ họ cấm gỗ không cho làm thì là phải thua rồi. Không làm gì được nữa rồi. Thế sao đi bắt cá suối? Cá suối ở dưới kia khỏi vô xa lắm, đi xa lắm. Đi sang tận Tuyên Quang ấy á? Không bắt được nữa à? Được, bắt thì được nhưng mà xa lắm. Ở dù ở đấy đi 2-3 ngày mới về. 2-3 ngày mới về là không được à? Không được đâu, ở đây về bán cho ai. Thế đôi dép này ở đâu ra? Đôi dép này nọ thằng em nó ở bên kia là thằng em nó cho. Mình đúng là mình có một đôi là đi kiểu mòn lắm. Đi trượt nó bảo thế em có hai đôi chia nhau người đôi. Em nó cho à? Vâng. Thế đồng nhà vẫn còn đồng hồ là đồng hồ gì đấy? Đồng hồ điện. Rolex đấy. Úi giời. Sao mang bán đi? Không. Hả? Xem giờ đấy à, bán cái này làm gì? À. Xem giờ chăn trâu thả dê đấy. À cái này là xem giờ để chăn trâu mới thả dê à? Vâng. Thế quay nó đâu? Quay đứt lâu rồi. Đứt lâu rồi à? Quay hỏng. Hỏng quay rồi. Quay đứt. Bây giờ có nghĩa là xem giờ để chăn trâu mới là thả dê. Xin thông báo bây giờ là 9 giờ. Đúng không? Phải 9 giờ không? 9 giờ 1 phút à? Hả? Mấy phút? Không, 9 giờ 2 phút hay sao đấy? 2 phút à? Ừ, 2 phút. 9 giờ 2 phút. Đồng hồ Rolex. Cái này là ở nhà không có đồng hồ thật. Chỉ có cái này để xem giờ thôi. Cái này xem giờ thôi. À. Chỉ cái đấy để xem giờ. Thôi, đây đây. Nhà anh thôi cố gắng đi. Mình làm sao thì làm. Mình nói này. Đói cho sạch, rách cho thơm. Làm thế nào làm là nhà cửa mình phải sạch sẽ. Đấy. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Cái bếp thì nhìn nó không đâu vào đâu cả. Nhà cái chỗ ngủ thì chỗ ngủ bọn anh là thuộc hàng như kiểu là ngủ trên bãi rác ấy. Em nói thật đấy. Em không có giấu giếc gì đâu mà các anh phải xem lại. Em đấy lần trước đi vào đây nhìn nó cái nhà cửa. Hay là hôm trước gọi điện là nên là quét nhà trước. Hôm nay vào bất thần nhìn thình lình là không có quét nhà gì cả. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Thôi thế nhá, em về đây. Cảm ơn anh nhá. Công việc là phải đảm bảo nhá. Chăn trâu chăn giếc cho vợ cho giếc cho ấy nhá. Em cảm ơn anh nhá. Rồi em về đây. Đấy, nhà cửa thế này chết giả. Đi qua nhìn thấy ông ấy đứng ở cửa mình mới bảo vào tí.